sao nếu cứ uất ức như thế này, những lúc ức chế quá sao nhìn được đây, muốn quát lên cho mọi người thấy, chắc thôi ta lại nhìn vậy, sống với những uất ức cũng quen rồi, những lúc ức chế quá ta lại nhìn thôi, từ lúc bé thơ đến giờ đã lớn, cứ nên nhẫn nhịn thì hơn. Đàn ông luôn nhức đầu người yêu vô lý, khóc lóc mà vẫn kêu không có gì, vừa ăn gì cũng được lại không ăn rớt, muốn vùng lên quá nhưng lại phải nhịn, chọn no bụng hay là phải nghe lý trí, muốn ăn thật no mà cứ lo phát phì, phải không được ăn được giảm thịt mỡ, muốn ăn một chút chút nhưng lại phải nhịn, sống nếu cứ uất ức như thế này, những lúc ức chế quá sao nhìn được đây, muốn quát lên cho mọi người thấy, chắc thôi ta lại nhìn vậy, sống với những uất ức cũng quen rồi, những lúc ức chế quá ta lại nhìn thôi, từ lúc bé thơ đến giờ đã lớn, cứ nên nhẫn nhịn thì hơn. Mẹ chồng tôi thì hay lườm tôi lắm, vì chồng tôi ngày xưa một tay mẹ nuôi nấng, có làm sao đâu, chẳng ốm chẳng đau, ăn uống thì mau mà lại chẳng phải dỗ dành đâu, các anh thằng con cứng đầu của tôi và cũng là cháu đội của bà. Mẹ bảo tôi chẳng biết nuôi con nên là nó mới bị cái kiểu lười ăn như vậy mà. Mẹ bảo tôi chẳng biết làm gì nên là khắp nhà cửa cái gì cũng phải đến tay bà. Tôi vẫn cứ phải nhịn mà. Được hôm cả công ty ở lại xem World Cup, đúng vận hay khi Messi đặt bóng trước gôn sút, bất thình lình mất mạng làm sếp chót lọc ngôi chút, toàn là lũ ăn hại lười biếng từ mấy thằng ôn cút. Dù là sếp cút xin đừng quá đà, đừng dồn hết chúng em nhiều quá, dù là sếp nếu như quá đà thì người đừng trách ta. Nhưng sống với uất ức như thế này, sẽ có lúc tức quá không nhịn đâu đây, muốn quát lên cho mọi người thấy rằng tôi đang ức chế đây. Nhưng sống với uất ức như thế này, sẽ có lúc tức quá không nhịn đâu đây, nếu như ta lúc nào cũng nhẫn thì chắc ta sẽ thành người thân. Có những thứ nhất quyết không nên nhìn, như đã ta mi mắc lưu lượng nhân nam mà giá giữ nguyên nên chẳng hề đã mi mắc nhân nam lưu lượng từng căng. Có những thứ nhất quyết không nên nhìn, như đã ta mi mắc lưu lượng nhân nam mà giá giữ nguyên nên chẳng hề đã mi mắc nhân nam lưu lượng từng căng. Cuộc sống này vất vả phải nhịn nhiều quá, khiến bao uất ức ít khi được nói ra. Cuộc sống là thế mà phải nhịn nhiều thứ, nhưng mà đừng có đi nhìn đà ta. Những thứ nhất quyết không nên nhìn, như đã ta mi mắc lưu lượng nhân nam mà giá giữ